Thả lỏng nha. Thôi ta đi chỗ khác. Không phải bóp cho nó ra chị. Mình bóp không hết là nó bị viêm ấy chị. Không phải là ưng là được đâu. Bóp ít là nó ra được nữa. Lại viêm. Tội mình thôi. Rồi nhẹ nhàng với ông tí. Nhảy ra mà vẫn đau hả? Thả lỏng. Nhẹ như bông hồng luôn á. Nhà thì loạn rồi. Cái chỗ chị, khu vực này ẩn viêm. Mụn là nhiều kiểu lắm. Chân đi, em xít lên chị xít được không? Ghế thì mình chạy mình trong dưới đi. Kiếm chỗ mô cho ông không đau nữa đi. Lúc đầu á là mình đang còn em còn lên em bóp đấy kìa, nên là nó sẽ đau. Em đùng em móc lên chứ sao em ở đây là em làm nhẹ nhất đó chị. Đây là em là mấy người mà chịu đau không được là em làm hết á. Nhiều hồi chị nhìn nó thôi chứ cái lực tay chị lăn mạnh lắm luôn á. Tiếp vào nghe.
Thì nãy cô khu này chị đoán lấy dần. Lại lớn, cô lại lớn. Thì đó, mấy con to lấy hết rồi, giờ em lấy mấy con nhỏ cho nè. Là con đó, là đồ khác. Mà thấy đang còn nhiều á. Đang. Này nó lại quá đó. Đó, mấy con dễ dễ lấy hết trơn rồi. Không. Mấy phút rồi anh? 6 phút. Nãy giờ có 6 phút đó. Có chim. Hồi nó có bột rửa đấy chị. Bên em có bột rửa. Chứ nước muối không có tốt nha. Có bột rửa mặt á. Dạ. Đó, những con ngoài da đấy chị này đâu đâu. Khơi khơi nó ra rồi. Còn lúc nãy em lấy cho chị toàn là một ẩn không á. Ok. Đi được chưa bạn?
hai đứa. Hai đứa anh. Nhiều có lên đã anh hả?